tử vi về ngày 9 tháng 2 âm lịch Mậu Tý. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 9 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát chúc quý vị an khang, thịnh vượng, nhận hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 9 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 9 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Mậu Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày nhâm thìn thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân và tuổi Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục, xung tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sử, tuổi tuất. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, cưới gả, khai trương cửa hàng. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 9 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 9 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, thân, tý, thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. May mắn trong ngày có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn.
Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ lịch sử. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sử. Thứ ba, tuổi Dần. Sân Sơn Mộc gặp Mậu Xung Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân, tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Xung Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Khuyên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Mậu Xung Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu tuổi Thìn biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng, chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Ngày Mậu Tý thuộc Thìn còn có cát thần là Thái Cực. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Mậu Xung Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người ở xung quanh mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên, không chỉ có cát tinh mà trong ngày còn có hung tinh, thiên la địa võng, chủ về bệnh tật, lao ngục chiếu mệnh. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy hung, hóa cát. Vậy nên thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp Mậu xung thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó, còn có hung tinh kình xương chủ về tai họa, thương tật. Nên gia chủ tuổi Ngọ cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên
tài lộc, sức khỏe được hành thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Mậu Xuân Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Ngày Mậu Tý, tuổi Mùi có Thiên Ất quý nhân và Thái Cực đóng mệnh. Đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu được những ngôi sao này chiếu mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó còn có Kim Dư là cát tinh phú quý. Trong ngày sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Mậu Xuân Thổ là Thiên Ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu tuổi Thân biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng, chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó còn có các tinh Văn Xương quý nhân và Phúc Tinh chiếu mệnh. Văn Xương quý nhân là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Còn nếu Phúc Tinh giáng chiếu thì trong ngày này, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong thời điểm này, những người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu Xuân Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, cần có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Xuân Thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn còn có các tinh Thái Cực chiếu mệnh, đây là các tinh chủ về tài lộc, may mắn. Gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 9 tháng 2 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.